Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 27 tháng 6. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra trong ngày hôm qua theo giờ địa phương. Trước hết, hãy nói về khu vực Sumy khi bản đồ phân bố lực lượng Ukraine đã thay đổi. Sở chỉ huy Ukraine gần đây đã quyết định đưa thêm 4 lữ đoàn cơ giới hóa đến khu vực này, lần lượt là 31, 32, 53 và 67. Mình sẽ xin nhắc để mọi người cùng nhớ rằng lữ đoàn cơ giới hóa số 53 chính là lữ đoàn từng chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ khu vực phía tây nam Avdiivka, tức là thuộc những khu định cư như Opitne, Vodiane, Sivene. Sau khi người Ukraine để mất Avdiivka, thì lữ đoàn này đã được đưa về hậu phương để hồi phục lực lượng. Cho đến tận bây giờ thì họ mới có mặt ở tiền tuyến một lần nữa, do sở chỉ huy đã tìm thấy nơi mà cần lữ đoàn này hỗ trợ. Đối với lữ đoàn cơ giới hóa số 67 thì họ nổi tiếng nhất với thất bại ở Chashivya. Những bước tiến của quân đội Nga hiện tại ở Chashivya chắc chắn phải có một phần công sức rất lớn của lữ đoàn này khi họ đã tự ý rút lui. Về vai trò của các lữ đoàn, mình nghĩ hai lữ đoàn số 31 và 32 sẽ đóng vai như các lữ đoàn yểm trợ. Họ sẽ hỗ trợ cho lữ đoàn số 53 là lữ đoàn phòng thủ nòng cốt chính ở đây. Còn lữ đoàn số 67 thì sẽ đóng vai trò như một lực lượng chống rút lui. Họ sẽ ngăn không cho các đơn vị tự ý rút lui hay tháo chạy trong trường hợp quân đội Nga phát động tấn công, hoặc cũng có thể là quân đội Ukraine bắt buộc các đơn vị này phải nghe theo mệnh lệnh. Ở khu vực Kharkiv thì chỉ có duy nhất một lữ đoàn mới được đưa đến mà thôi, là lữ đoàn xe tăng số 17. Vậy như các bạn có thể thấy, quân đội Ukraine đang đổ dồn các lữ đoàn cơ giới hóa và xe tăng ra tiền tuyến. Rất thú vị vì chúng ta chưa thể biết họ đang định làm gì. Liệu họ chỉ đơn giản là đang muốn bảo vệ bản thân hay là muốn kích hoạt một chiến dịch phản công mới? Giờ thì ta sẽ nói về các tin tức trên chiến trường. Có rất nhiều tin tức quan trọng và trước hết hãy cùng thảo luận về video này. Video này được các kênh tin Nga đăng tải. Đây là một đợt dội hỏa lực nhắm vào một tòa nhà mà theo những người Nga thì nó là trụ sở của lữ đoàn số 92. Đợt tấn công được thực hiện ngay sau khi quân đội Ukraine phát động một đợt công kích mới nhắm vào Lyubovke. Vấn đề là như thế này. Trong khoảng thời gian gần đây, trong các đợt tấn công của quân đội Ukraine, dù là ở bất kỳ tiền tuyến nào thì họ đều chỉ đang điều động những quân binh mới, những quân binh mà vừa chỉ được huy động gần đây chứ không hề điều động lính tinh nhuệ. Tất nhiên, về mặt tích cực thì quân đội Ukraine sẽ giữ được những đơn vị tinh nhuệ, tránh bị hao tổn lực lượng nòng cốt. Tuy nhiên ngược lại, những quân binh mới với kinh nghiệm chiến trường bằng con số 0 tròn chính gần như lúc nào cũng sẽ bị quân đội Nga đánh bại hoặc là bắt giữ. Nếu chỉ là bị đánh bại thôi thì không sao, nhưng đối với bắt giữ, những binh lính Ukraine này đôi khi cung cấp cho quân đội Nga rất nhiều thông tin. Ví dụ như là vị trí sở chỉ huy của lữ đoàn số 92 trong video đã được quân binh Ukraine chỉ điểm sau khi họ bị bắt trong đợt đẩy nhắm vào Lyubovke. Ở Nam Donetsk thì chúng ta cũng gặp trường hợp gần như tương tự, nhưng có vẻ như sở chỉ huy Ukraine đã tìm ra cách giải quyết. Vẫn như mọi khi, lữ đoàn không vận số 79 đưa lên bài đăng mới trên kênh Telegram chính thức của họ. Họ đề cập rằng chưa bao giờ thấy trường hợp này trước đây. Sở chỉ huy Ukraine cố gắng huy động càng nhiều càng tốt và đưa những quân binh mới này đến mọi tiền tuyến. Điều quan trọng ở đây là trong quá trình di chuyển thì toàn bộ các quân binh đều bị bịt mắt để tránh trường hợp họ bị quân đội Nga bắt và cung cấp thông tin. Đây là một giải pháp mới của người Ukraine, vừa có thể bảo đảm được các đơn vị tinh nhuệ, lại vừa tránh việc bị các quân binh mới tiết lộ thông tin cho kẻ địch. Di chuyển đến Vovchan, tình hình ở thành phố này cũng đang khá phức tạp. Chúng ta có thông báo mới gần Vovchan và Chashivya đã có tiểu đoàn Ukraine đầu tiên từ chối thực hiện các đợt tấn công. Họ đồng ý phòng thủ nhưng sẽ không tấn công. Những tin tức mới như thế này chúng ta có ở khắp các tiền tuyến, trải dài từ Kharkiv đến tận Kherson. Vậy có vẻ như đang có một cuộc khủng hoảng hay xung đột giữa hai thế hệ quân binh ở Ukraine, là giữa những quân binh mới vừa được huy động một cách bắt buộc trong thời gian gần đây và những quân binh tinh nhuệ đã sống sót được ở chiến trường trong hơn 6 tháng. Mâu thuẫn này có thể sẽ ngày càng leo thang theo từng ngày, đến một thời điểm nào đó, những hậu quả mà nó có thể gây ra là không thể lường trước được. Quay trở lại với các diễn biến ở chiến trường, trong hôm qua, chúng ta nhận được rất nhiều video cho thấy quân đội Nga sử dụng bom FAB và dựa vào các vị trí được xác minh thì người Nga đã tấn công dọc theo một đường kẻ như mình vạch ra. Video đầu tiên này cho ta thấy họ sử dụng hai loại hình là FAB 3000 và FAB 1500. Độ chính xác có vẻ đã cao hơn so với những ngày trước. Vấn đề ở đây là quân đội Nga đang sử dụng bom FAB ở một phạm vi rất gần với khu vực giao tranh, tức là rất gần với vị trí của chính quân binh Nga. Điều này cũng xác nhận rằng có vẻ như hoạt động tổ chức quân lực của quân đội Ukraine đã hoàn tất để họ sắp sửa kích hoạt một chiến dịch mới, hoặc có khi quá trình này đã
và đang được thực hiện. Đối với video này thì quân đội Nga đã nhắm vào một nhóm quân binh Ukraine ở khu vực phía nam Lukyansk. Video thứ ba thì cũng không khác gì. Nhóm quân này đang tập hợp ở bên trong cánh rừng và các hàng cây, khả năng cao là để chuẩn bị cho chiến dịch. Và với cánh rừng phía trên này thì người Nga cũng đã liên tục công kích hỏa lực vào trong ngày hôm qua. Nói tóm lại, một chiến dịch mới của người Ukraine đã sắp sửa được kích hoạt. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta liệu quân đội Ukraine có thực sự đạt được bước tiến triển gì mới hay không. Có vẻ Hoa Kỳ đã tăng tiền cược cho chiến dịch lần này, khi trong hôm nay chúng ta có thông báo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mong đợi rằng sau kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 7, một quyết định tích cực về tư cách thành viên của Ukraine trong EU sẽ được đưa ra. Giờ đây, ngay cả khi quân đội Ukraine không phát động một chiến dịch mới, thì chính quân đội Nga cũng sẽ là bên bắt buộc phải làm điều này. Tại sao lại là bắt buộc? Vì họ sẽ cần phải hủy hoại hội nghị thượng đỉnh NATO, chứng minh cho Hoa Kỳ hay các quốc gia phương Tây cũng như EU thấy rằng Ukraine giờ đã quá yếu ớt. Người Nga sẽ có thể đạt được, chiếm được bất cứ thứ gì, chỉ cần họ muốn, dù cho Ukraine có ký kết hay đạt được bất kỳ thỏa thuận gì với bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào, thuộc bất kỳ một tổ chức nào đi chăng nữa. Di chuyển đến Vovchan, hiện tại các cuộc giao tranh đang không diễn ra ở khu vực thành lũy, khu vực nhà máy tổng hợp hay khu vực nằm sát bờ sông, mà chính xác phải là ở cao điểm này. Đây là cao điểm chiến lược nằm giữa Tikhê và khu vực phía bắc thành phố. Vấn đề là như thế này, quân đội Ukraine trong suốt thời gian qua thì vẫn đang liên tục đưa lực lượng của họ từ phía nam lên phía bắc. Tuy nhiên, họ lại không có được sự hỗ trợ tăng thiết giáp mà chỉ được bảo vệ bởi máy bay không người lái mà thôi. Vì tăng thiết giáp thì không thể vượt sông, mà chỉ mỗi máy bay không người lái thì sẽ không đủ để chống chọi lại hàng đàn tăng thiết giáp của quân đội Nga. Đó là lý do chúng ta có được tin tức này như mình vừa đề cập. Tiểu đoàn Ukraine đầu tiên đã từ chối tấn công và họ chỉ đồng ý phòng thủ mà thôi. Do đó, việc khôi phục lại một cung đường mà xe bọc thép có thể di chuyển là rất quan trọng đối với quân đội Ukraine. Mà cung đường đó ở đây chính là thông qua cao điểm này. Hiện tại thì nó đã bị quân đội Nga kiểm soát. Trong trường hợp người Ukraine giành được nó, họ sẽ khôi phục lại cung đường như mình đang vạch ra, nối liền khu vực phía bắc thành phố với khu vực phía đông. Từ đó thiết giáp của họ có thể di chuyển dọc theo cung đường tiến vào thành phố và chiến đấu với quân Nga. Tuy nhiên, dựa vào tính chất địa hình ở khu vực này thì quân đội Ukraine chỉ có thể tấn công vào ngọn đồi từ phía thành phố, mà ở thành phố thì họ chỉ đang có hầu hết là bộ binh mà thôi. Đối với các đơn vị được tập hợp ở Tikhê, những ngày qua đã bị quân đội Nga liên tục dội hỏa lực bằng bom FAB-250 và FAB-500, đôi khi có cả tên lửa Kalib. Dù sao đi nữa, nhóm quân Ukraine ở phía bên trong thành phố đã thành công giành lại một vài con phố như Gorky, phố Amosova và một phần của phố Khliborova. Đối với video thì nó được đăng lên từ lữ đoàn tấn công Lyut, cho thấy các quân binh Ukraine di chuyển dọc theo các con phố để dọn dẹp các tòa nhà và các căn hầm. Đây chính là video bằng chứng và dựa vào nó, ta cũng đã thay đổi bản đồ. Diễn biến thú vị ở khu vực này, nhắc lại một lần nữa, chỉ khi quân đội Ukraine giành lại được cao điểm ở đây thì trận chiến mới có thể nói là chính thức bắt đầu. Vì lúc đó, họ mới có thể bắt đầu đưa tăng thiết giáp từ khu vực phía đông vào bên trong thành phố. Di chuyển đến miền nam tiền tuyến Kupiansk, chúng ta có một bài đăng rất quan trọng từ lữ đoàn đặc nhiệm Azov số 12. Họ nói rằng kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, vị chỉ huy Ukraine có tên Sokin là chỉ huy của nhóm chiến thuật ở đây, tức là người đứng đầu toàn bộ khu vực này chứ không phải là chỉ huy của mỗi lữ đoàn, đã giết chết nhiều quân binh Ukraine còn hơn cả quân đội Nga. Lý do là vì những chiến dịch cũng như hoạt động tác chiến mà ông nghĩ ra và chỉ huy chẳng khác nào tự sát. Bài đăng này được đăng vào cùng thời điểm mà quân đội Nga đưa lên rất nhiều video cho thấy các đợt dội hỏa lực của họ nhắm vào Stoltske cũng như Zarychne, nhắm vào các cung đường tiếp tế hay những cây cầu phao. Mình nghĩ rằng mọi chuyện đều có liên kết với nhau. Lữ đoàn Azov số 12 này có vẻ như đã biết rằng quân đội Nga chuẩn bị sắp sửa kích hoạt một chiến dịch mới ở đây. Tuy nhiên, họ cũng không đủ khả năng để làm bất cứ điều gì nữa do tổn thất của quân đội Ukraine tại đây đã quá lớn. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ đến trong thời gian tới. Di chuyển đến mặt trận Siver, người Nga đã cắm được lá cờ đầu tiên của họ xuống Rostolivka. Cùng xem video này, càng quân binh Nga đang di chuyển dọc theo các tòa nhà, trông họ rất cẩn thận, chứng tỏ rằng khu vực này vẫn chưa được đảm bảo an toàn tuyệt đối và vẫn còn lực lượng Ukraine ở gần. Dù sao thì video này cũng đã được đưa lên từ tối hôm qua. Từ đó đến giờ thì mình nghĩ người Nga cũng đã dấn sâu hơn nữa. Vậy khả năng rất cao là khu vực trung tâm khu định cư đã trở thành vùng xám. Đối với Chashivya thì chúng ta không có quá nhiều tin tức mới. Tuy nhiên,
nó cũng đã đủ để cho chúng ta biết được rằng cuộc chiến cuối cùng cho khu vực thành lũy đã bắt đầu. Đây chính là video quân đội Nga đang thực hiện một đợt tấn công. Họ di chuyển bên trong một vài công trình gần như đã đổ nát hoàn toàn và đang hướng về tòa nhà trước mặt. Thể hiện trên hệ thống bản đồ thì người Nga đã ở đây và di chuyển đến tòa nhà này. Dù chưa biết chính xác kết cục của đợt đẩy, nhưng dù sao thì quân đội Nga cuối cùng cũng đã phát động tấn công trực diện. Đối với vùng đô thị Torez, ngay khi mình làm video này thì chúng ta nhận được một video xác minh rằng quân đội Nga đã thành công kiểm soát trạm bơm nước ở đây. Trong video tới thì mình sẽ thay đổi bản đồ và ta sẽ nói kỹ hơn về video này. Đối với Sumy và bãi đổ răng ở phía bên dưới này thì chưa có tin tức gì mới. Dù sao thì ít nhất ta cũng đã có được video ở trạm bơm nước rồi. Di chuyển đến Avdiivka, tin tức quan trọng nhất chắc chắn phải là việc quân đội Nga thành công kiểm soát hoàn toàn Novoalexandrivka. Nhiều kênh tin đã xác nhận việc này, trong đó có cả The State Map thân Ukraine. Trong video này, chúng ta có thể thấy một quân binh Nga đang di chuyển dọc theo những tòa nhà xa nhất ở phía tây nam khu định cư, trong lúc bị máy bay không người lái cùng với pháo binh Ukraine liên tục tấn công. Ngoài ra, chúng ta còn có thay đổi từ một vài mapper khác cho biết người Nga đã chiếm đóng toàn bộ thị trấn. Đối với Vozdizhenka, thì ta có bức hình cho thấy các điểm cháy bất thường, chứng tỏ rằng quân đội Nga đang dội hỏa lực rất ác liệt vào khu định cư này. Có thể là để họ chuẩn bị cho các đợt đẩy tiếp theo, sau khi đã chiếm được Novoalexandrivka. Chúng ta có tin tưng cho biết người Nga trên thực tế đã tiếp cận được hệ thống công sự ở đây, nhưng đến giờ vẫn chưa có video bằng chứng nào. Đối với Sokin, quân đội Nga đã chiếm đóng gần như toàn bộ khu định cư và có lẽ quân đội Ukraine chỉ còn giữ được một vài vị trí thuộc những tòa nhà cuối cùng về phía tây mà thôi. Vì điều này cho ta thấy các đợt dội hỏa lực của người Nga, họ không còn nhắm vào Sokin nữa mà đã dịch chuyển phạm vi về phía tây thuộc Zhenivka rồi, chứng tỏ rằng quân đội Nga vẫn đang ngày một tiến sâu hơn. Đối với Novoselivka Pesa thì chưa có dấu hiệu gì cho thấy quân đội Nga sẽ sớm tấn công trực diện. Tất cả những gì người Nga đang làm bây giờ chỉ là sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào tăng thiết giáp của quân đội Ukraine ở khu vực này mà thôi. Ví dụ như video này, một chiếc Bradley đang cố gắng rời khỏi thị trấn thì đã bị máy bay không người lái lao vào và phá hủy. Di chuyển đến Krasnohorivka, chúng ta có tin tưng cho biết quân đội Nga lại đang chiếm thêm được một vài tòa nhà ở khu vực trung tâm phía tây thành phố và đang ngày càng tiến sâu hơn lên phía bắc. Theo như lữ đoàn số 79 cùng nhiều chuyên gia quân sự thì thành phố này sẽ sụp đổ rất sớm thôi. Phải nhắc lại một lần nữa, bài đăng của lữ đoàn số 79 cho biết sở chỉ huy Ukraine đang điều động rất nhiều quân binh mới tuyển ra tiền tuyến và toàn bộ những quân binh này đều bị bịt mắt vì người Ukraine hiểu rằng những quân binh này khả năng rất cao là không muốn chiến đấu, mà đã không muốn chiến đấu thì sẽ đầu hàng, và khi đã đầu hàng thì tỷ lệ rất cao sẽ cung cấp thông tin cho quân đội Nga. Do đó, những quân binh này cần bị bịt mắt hoàn toàn để không biết gì về vị trí sở chỉ huy hay trụ sở. Nhắc lại một lần nữa, trong quân đội Ukraine đang thực sự bất ổn. Cách làm của họ hiện tại là cố gắng giữ lấy lực lượng nòng cốt, những lực lượng mà có động lực lớn đã chiến đấu được với quân đội Nga trong một khoảng thời gian dài, những lực lượng mà sẽ không bao giờ phản bội hay gia nhập vào quân đội Nga. Mình tạm gọi những lực lượng này là nhóm quân 1. Số lực lượng của họ không lớn, chăng cũng chỉ khoảng vài nghìn mà thôi. Giờ thì chúng ta có nhóm quân 2 là quân binh mới được chỉ huy điều động gần đây, vị trí chiến đấu gần như không có vì họ được huy động theo cách chẳng tốt đẹp gì, giống như những video tuyển quân mà ta đã cùng thảo luận rất nhiều trong suốt thời gian qua. Những người này có lẽ phần lớn đều không muốn chiến đấu mà chỉ muốn đầu hàng quay về quê hương, hay thậm chí là quay lưng và chống lại Tổng thống Zelensky. Đây là điều mà chúng ta thắc mắc nhưng sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Đối với khu vực phía cánh đồng ở gần Solotke thì quân đội Nga đã mở rộng được phạm vi kiểm soát. Nhiều mapper thân Nga và có cả các mapper trung lập đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ. Ở Velika Novosinka thì trong hôm nay chúng ta không có tin tức gì mới. Đối với Prechistivka thì chúng ta nhận được hai video. Video đầu tiên cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào một tòa nhà, có thể là trụ sở hay điểm đóng quân gì đó của quân đội Ukraine. Còn video thứ hai là tên lửa LMUR. Đây là điều đáng chú ý. Tính từ đầu tháng 6 thì chúng ta nhận được khá nhiều video với nội dung cũng là quân đội Nga dội hỏa lực vào khu định cư này. Tần suất là rất cao vì đây chỉ là một khu định cư nhỏ với 3 con phố. Đối với Robotyne thì chúng ta không nhận được tin tức gì mới, nhưng ở Kamianske thì có. Trong những bản cập nhật lần trước, mình có đề cập đến việc nguồn tin mở cho rằng quân đội Ukraine sắp tới tổ chức phản công ở hai hướng chính, một là Kharkiv và hai chính là ở khu vực này. Đối với Kharkiv,
Dựa vào vị trí các video dội bom E-3B của quân đội Nga, thì chúng ta đã xác định được rằng hoạt động điều phối, tổ chức quân binh của người Ukraine đã xong và họ đã sẵn sàng để kích hoạt chiến dịch. Chỉ đang đợi mệnh lệnh từ quân ủy Ukraine hoặc biết đâu đấy là từ Hoa Kỳ. Đối với khu vực này thì cũng tương tự như vậy. Rất nhiều lực lượng Ukraine giờ đã có mặt ở tiền tuyến và họ cũng chỉ còn đang đợi lệnh nữa mà thôi. Đó là lý do vì sao quân đội Nga cố gắng dội hỏa lực vào họ bằng bom F-3B cùng với hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS. Di chuyển đến mặt trận Kherson, video đầu tiên chúng ta có cho thấy quân đội Nga thành công phát hiện một hệ thống phòng không Iris-T và phá hủy nó. Video thứ hai là phân đoạn người Ukraine phóng các quả tên lửa ATACMS của họ về phía bán đảo Crimea. Theo những nguồn tin từ cả hai phe, thì mục tiêu của quân đội Ukraine là nhắm đến căn cứ quân sự Vitine. Chúng ta có một video được quay lại bởi người dân ở thị trấn. Ta có thể quan sát được các đám cháy. Thứ hai là bức hình chụp từ vệ tinh. Một cho thấy căn cứ lúc còn nguyên vẹn, và bức còn lại là sau khi bị tấn công. Dựa vào bức hình thì có thể kết luận là khoảng 30% căn cứ đã bị thiệt hại, không chỉ bởi các quả tên lửa mà còn là do các vụ cháy. Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Hoa Kỳ tiếp tục bay vòng quanh Biển Đen để thực hiện nhiệm vụ của nó. Vậy khả năng cao là những đợt tấn công do Hoa Kỳ, NATO và Ukraine tổ chức nhắm vào bán đảo Crimea sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến tận lúc hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra. Ở Odessa, quân đội Nga thành công phát hiện một kho chứa rất lớn của quân đội Ukraine, sau đó đã lập tức phá hủy nó. Kho chứa này có thể đã được sử dụng để tích trữ tên lửa hoặc là thiết bị dưới nước không người lái cùng với đạn dược gì đó. Một tin tức quan trọng đến từ Hungary. Bộ Ngoại giao nước này cho biết việc gửi giảng viên quân sự từ các nước EU tới Ukraine sẽ là bước đầu tiên trước khi gửi quân chính quy. Điều này chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng sẽ còn phụ thuộc vào chiến dịch phản công của quân đội Ukraine trong thời gian tới. Nhắc lại về tin tức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa, họ cho rằng một quyết định tích cực về tư cách thành viên của Ukraine trong EU sẽ được đưa ra trong tháng 7, giai đoạn của hội nghị thượng đỉnh. Tháng 7 sẽ là tháng rất quan trọng. Cả Nga hay Ukraine giờ đã đều không còn tính đến hiệp định hòa bình vì tiền cược đã được nâng lên. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.